Thưa quý vị và các bạn, có dịp ra miền Đông Nam Bộ, nếu như núi Bà Đen là biểu tượng của tỉnh Tây Ninh, thì núi Bà Rá ở Phước Long chính là biểu tượng, là niềm tự hào của tỉnh Bình Phước. Nào, bây giờ mời quý vị và các bạn hãy tháp tùng cùng đoàn làm phim những nẻo đường đất Việt, tham quan du lịch và khám phá thắng cảnh núi Bà Rá này nhé. Để đến núi Bà Rá, từ thị xã Đồng Xoài, chúng tôi phải đi gần 50 km, bắt đầu hướng về thị xã Phước Long. Rồi từ Phước Long xuôi theo những cánh rừng cao su bạt ngàn, thì đến chân núi Bà Rá. Xưa nay, người miền Đông Nam Bộ luôn tự hào vì có hai ngọn núi Bà rất cao, lại có nhiều thắng cảnh và di tích lịch sử văn hóa gắn với nhiều truyền thuyết tín ngưỡng linh thiêng. Đó là núi Bà Rá và núi Bà Đen. Nếu như núi Bà Đen ở Tây Ninh cao 984 m, thì núi Bà Rá ở Bình Phước cao 732 m. Tuy thấp hơn núi Bà Đen, nhưng đường lên núi Bà Rá dốc hơn, khó đi hơn. Trước đây, nếu như chưa có hệ thống cáp treo, du khách phải vượt qua gần 1.800 bậc đá thẳng đứng mới tới đỉnh núi Bà Rá. Còn bây giờ, với hệ thống cáp treo hiện đại, du khách có thể lên đỉnh một cách nhanh hơn, tiện lợi hơn. Và hệ thống cáp treo chính là cú hích quan trọng để ngày càng có nhiều du khách đến được với đỉnh núi Bà Rá hùng vĩ và thơ mộng này. Bạn, nơi Hoàng Kim và đoàn làm phim những nẻo đường đất Việt đang tác nghiệp là không gian của địa điểm núi Bà Rá thuộc phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 150 km. Từ trên đỉnh của núi Bà Rá cao 723 m, chúng tôi có thể nhìn bao quát một khu vực rộng lớn hùng vĩ giữa một vùng núi nhấp nhô. Xa xa là hồ Thác Mơ, nơi có nhà máy thủy điện Thác Mơ, và xa xa hơn nữa là thị xã Phước Long xinh đẹp, nơi trước đây từng là tỉnh lỵ Phước Long, một trong những địa danh nổi tiếng tỉnh Bình Phước. Đồng bào Stin gọi ngọn núi Bà Rá này với cái tên đầy thành kính, đó là Bonom Prat, có nghĩa là ngọn núi thần. Bởi vì ngọn núi biểu tượng của sự linh thiêng, làm cho mưa thuận, gió hòa, mang lại những điều tốt lành cho dân làng Stin. Ban quản lý khu du lịch núi Bà Rá cho biết, hành trình lên núi Bà Rá chia thành hai chặng, từ chân núi lên lưng chừng núi, nơi có địa danh mang tên Đồi Bằng Lăng, nằm ở khoảng 1/5 độ cao so với đỉnh. Tại Đồi Bằng Lăng có nhà bia tưởng niệm thờ các anh hùng liệt sĩ. Dùng lưng chừng núi Bà Rá này, ngày xưa từng là căn cứ cách mạng, là chiến trường chiến đấu ác liệt của quân dân miền Đông Nam Bộ nói chung và của quân dân tỉnh Phước Long, Đồng Xoài nói riêng. Do dốc cao núi đứng, nên hệ thống cáp treo núi Bà Rá được xây dựng tốn kém hơn hệ thống cáp treo ở núi Bà Đen. Các trụ nâng đường cáp phải nhặt hơn và thiết kế theo kiểu tầng nấc để tạo đà. Thật kỳ thú và hấp dẫn, càng lên cao không khí càng trong lành, cảm giác mát lạnh ùa vào mặt rất sảng khoái. Từ trên độ cao nhìn xuống, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát tất cả không gian rộng lớn của núi rừng trùng điệp. Những mỏm đá, những dây leo, những tán cây cổ thụ lướt qua tầm mắt, làm cho cảm giác thưởng lãm của du khách chẳng khác gì mình đang hóa thân thành những cánh chim đang bay lướt trên không gian mênh mông núi rừng hùng vĩ.
Sau khi đi cáp treo một đoạn khá dài, chúng tôi đã lên đến đỉnh núi Bà Rá, và nơi đây có miếu thờ Bà Rá. Theo truyền thuyết thì Bà Rá với Bà Đen ở núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh là hai chị em con của một vị thần trên trời xuống giúp dân. Ngoài ra trên đỉnh núi Bà Rá còn có cột phát sóng phát thanh truyền hình của tỉnh Bình Phước. Ngôi miếu bà trên chót đỉnh Bà Rá mới xây dựng là nơi để các du khách giảng cảnh ghé vào để bày tỏ lòng tín ngưỡng và niềm tin về thế giới tâm linh. Bao giờ cũng vậy, thế giới tâm linh và những câu chuyện dân gian huyền bí luôn là yếu tố song đôi với các di tích tâm linh, nhất là ở những nơi non cao thanh tịnh như trên đỉnh núi Bà Rá này. Trong chiến tranh, quân đội Mỹ từng xây dựng trên đỉnh Bà Rá một căn cứ quân sự rất hiện đại, có cả sân bay trực thăng để kiểm soát toàn bộ vùng Đông Nam Bộ. Nhưng quân ta vẫn bí mật bám trụ và xây dựng được những cứ điểm trong hang đá, khe núi ở lưng chừng để đánh địch. Và ngày nay, những địa điểm này lại trở thành nơi thu hút nhiều du khách thích du lịch sinh thái, khám phá nét kỳ thú về hệ thống hang động chằng chịt trên đỉnh núi Bà Rá này. Chia tay với khu du lịch núi Bà Rá, trong cảm xúc mênh mang của thiên nhiên hùng vĩ, chợt ngẫu hứng bật mấy câu thơ: ai về Bình Phước, Phước Long, ghé thăm Bà Rá, mênh mông đất trời.